Xin chào các bạn, quay trở lại với vlog của Yêu Địch. Và trong thời gian làm vlog vừa qua thì chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn liên quan đến cái việc là đi du lịch lần đầu, nhất là đi du lịch nước ngoài. Và các bạn có vô vàn cái điều mà để các bạn phải lo lắng, như là vấn đề an ninh ở điểm đến nè, vấn đề đi du lịch một mình thì có an toàn không nè, vấn đề về đồ ăn, vấn đề về lạc đường, và thậm chí là những cái vấn đề rất là nhạy cảm như là vấn đề hiếp dâm nữa. À, liệu những câu chuyện này, những cái lo lắng này có thực sự là đáng sợ như các bạn vẫn nghĩ hay không? Và liệu các bạn có nên lên đường đi du lịch tự túc lần đầu hay không? Thì trong clip này, Trip sẽ giải đáp cho các bạn nhé. Vào cuối vlog, mời các bạn xem thêm vlog về các kinh nghiệm đi du lịch an toàn của nhóm Đi Thôi gồm có Travis, Đinh Thằng và Tuân Quần Chân nhé. Và điều đầu tiên mà rất nhiều bạn lo lắng khi đi du lịch lần đầu, nhất là các bạn nữ, đó là với một cái hộ chiếu mà trắng trơn, chưa có đóng dấu gì cả, khi đi sang một nước, ví dụ như các nước như là Singapore, Thái Lan hay Malaysia, thì liệu các bạn có bị những nhân viên xuất nhập cảnh làm khó hay không? Thì điều này thì các bạn cũng đừng lo lắng quá, bởi vì ai thì cũng có lần đầu, và các bạn thì cũng vậy, các bạn cũng có lần đầu. Chuyện này thì cũng không quá quan trọng. Khi mà các bạn đi du lịch lần đầu thì các bạn hãy chuẩn bị đầy đủ. Thứ nhất là hộ chiếu còn hạn ít nhất là 6 tháng, và in ra vé bay khứ hồi, địa chỉ của khách sạn hoặc là cái tờ booking khách sạn mà các bạn định lưu trú, lịch trình tour nếu các bạn có, để chứng minh khi mà người ta hỏi. Thường thì các nhân viên hải quan sẽ hỏi những câu khá là đơn giản, ví dụ như là mục đích bạn đến đất nước của họ để làm gì, thì bạn nói là bạn đến đi chơi, và bạn sẽ ở đây bao lâu, thì số ngày của bạn, bạn dự kiến ở bao lâu, thì bạn cứ trả lời. Bình thường thì cái chuyện họ hỏi bạn như vậy là cái chuyện hết sức bình thường, và kể cả Travis đi rất là nhiều lần, hộ chiếu rất là nhiều dấu rồi, nhưng mà họ vẫn hỏi Travis vì cái đó là thủ tục của họ phải làm. Và các bạn đừng cho đó là một cái điều gì quá nghiêm trọng, bạn hãy trả lời họ với một cái phong thái thật là vui vẻ, và mọi chuyện thì Travis tin rằng sẽ rất là thuận lợi thôi. Và cái vấn đề tiếp theo mà nhiều bạn lo lắng khi đi nước ngoài, đó là vấn đề giao thông và đi lại. Nhiều bạn sợ lạc đường, và nhiều bạn lại sợ là không biết đi bằng phương tiện nào cho dễ dàng hay cho thuận tiện. Thì hiện nay du lịch khác xa với ngày xưa, đó là chúng ta có một công cụ, đó là điện thoại thông minh. Và chiếc điện thoại thông minh thì có các phần mềm để chỉ đường như là Google Maps. Và ở rất nhiều nước thì Google Maps hoạt động cực kỳ hiệu quả. Khi các bạn nhập vào điểm hiện tại của bạn và điểm đến, thì Google Maps sẽ trả lại kết quả cho bạn là hướng đi tốt nhất, kể cả những tuyến đi bộ hay những tuyến tàu điện. Vì vậy các bạn đừng quá lo lắng. Và ngoài ra thì trước khi đi, các bạn có thể lên các cái trang của các blogger du lịch hay những cái kênh vlog, ví dụ kênh vlog Yêu Bay chẳng hạn, thì là có những hướng dẫn về du lịch ở một số nước cụ thể, thì các bạn có thể là biết được là cách đi lại ở những nơi đó như thế nào. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể dùng công cụ, một công cụ rất là đắc lực, đó là Google, để các bạn tra cứu các cái đường đi nước bước cũng như là các phương tiện đi lại ở những nơi mà các bạn sắp đến. Và Travis tin rằng cái lần đi lần đầu của bạn có thể nó hơi bỡ ngỡ một chút, nó hơi khó khăn một chút, nhưng mà các bạn tin Travis đi. Travis cũng vậy thôi, đến một thành phố mới, Travis cũng khá là chật vật với chuyện đi lại để làm quen với hệ thống giao thông công cộng nước ở cái nước đó, nhưng mà chỉ mất một buổi hoặc một ngày thôi, hôm sau thì mình sẽ quen ngay. Và cái lo ngại thứ ba mà rất nhiều bạn rất lo lắng, đó là tiếng Anh hoặc là tiếng nước ngoài. Thì thực sự bây giờ tiếng Anh cũng là một cái công cụ rất quan trọng để các bạn đi du lịch nước ngoài và cả trong đời sống của các bạn nữa. Vậy vậy Travis khuyên là nếu như có thể thì ngay từ bây giờ các bạn kém tiếng Anh thì các bạn phải lo học trước đi, hoặc trước khi đi các bạn có thể học một số cái mẫu câu đơn giản cũng không có quá khó để mình hỏi đường nè, để mình nhận biết được các biển hiệu, hay là trả lời được các câu hỏi của nhân viên xuất nhập cảnh. Và thậm chí nếu bạn tiếng Anh không giỏi lắm thì các bạn vẫn có thể đi du lịch được. Cái này Travis xin cam đoan, bởi vì là đôi khi ngôn ngữ không phải là một điều gì, một cái rào cản quá lớn để các bạn đi du lịch. Travis đã từng nghe các bạn nói là đi qua Nhật thì cái chuyện đi lại
hay là nhìn biển hiệu hay đi địa điểm rất khó khăn bởi vì bên đó rất ít tiếng Anh. Mà thực sự Travis không cảm thấy khó khăn bởi vì mình có thể nhìn các cái biển hiệu, các ký hiệu để mình đi. Và ngoài ra thì thực sự thì ở bên Nhật họ không nói tiếng Anh nhiều, nhưng mà các biển hiệu đều có tiếng Nhật ở bên trên và tiếng Anh bên dưới, nên các bạn có thể nhận biết mặt chữ rất là dễ dàng. Và ngoài ra thì nhiều bạn cũng lo lắng đi đến những cái nước như là nước Thái hay những cái nước không nói tiếng Anh, thì các bạn lo lắng là đến đó thì làm sao để giao tiếp với họ. Nhưng mà thực ra các bạn yên tâm một điều là tiếng Anh là một cái phương tiện rất phổ thông. Những người bản địa có thể là họ không nói tiếng Anh giỏi, nhưng mà họ sẽ biết những từ cơ bản. Và ở xã hội nào cũng vậy, cũng có những người giỏi tiếng Anh ở đâu đó có thể là giúp được các bạn được. Và các bạn yên tâm là với một cái thế giới hiện đại và rất nhiều công nghệ tân tiến như hiện nay thì rất khó lòng để các bạn đi lạc hay các bạn không giao tiếp được. Và điều nữa đó là vấn đề ăn uống. Rất nhiều bạn trước khi đi du lịch thì bỏ theo trong vali rất là nhiều các loại mì gói, mì ly, vì sợ là qua bên kia không ăn được đồ ăn của nước bản địa và các bạn sẽ bị đói. Thực ra cái điều này thì các bạn lo lắng cũng đúng thôi, bởi vì bản thân Travis đi qua một số nước như là ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hay là Thổ Nhĩ Kỳ thì đồ ăn của họ cực kỳ khó ăn và không hợp khẩu vị với mình. Và Travis bản thân cũng phải chuẩn bị mì gói và thậm chí là một chai nước tương nữa để mình sang mình ăn cho hợp khẩu vị. Nhưng mà thực ra các bạn đừng quá lo lắng về chuyện đó, mì gói đem theo cũng chỉ là một cái cứu cánh vào ban đêm đó các bạn qua đói mà thôi. Và Travis khuyên rằng dù đồ ăn có khó ăn thì các bạn cũng nên cố gắng trải nghiệm cái đồ ăn của đó để mình học được thêm về văn hóa của họ, mình biết được thêm về cái ẩm thực ở nơi đó. Và kể cả cái đồ ăn có khó ăn đi chăng nữa thì các bạn cũng có một câu chuyện về đồ ăn khó ăn, đồ ăn không ngon để về kể lại cho bạn bè, để về chia sẻ lên Facebook, lên blog. Và đó là một cái trải nghiệm mà tôi biết tin rằng không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm như điều đó. Cho nên các bạn đừng quá lo lắng về đồ ăn, và nếu có khó ăn thì cũng ráng mà ăn để trải nghiệm nhé. Bởi vì là Việt Nam lúc nhớ lại rồi thì chưa chắc đã có cơ hội ăn lại những món đó đâu. Và rất nhiều bạn hỏi Travis, nhất là các bạn nữ, thì các bạn hỏi là có nên đi du lịch một mình hay không, nhất là những lần đi du lịch đầu tiên. Thì cái điều này thì Travis thấy nó không liên quan gì đến cái chuyện mà đầu tiên hay sau cùng hay là nam hay nữ gì cả, mà các bạn hoàn toàn có thể đi du lịch tự túc một mình trong lần đầu tiên. Bởi vì sao? Thực ra thì các bạn lo ngại vấn đề là không an toàn khi đi du lịch mình, nhưng mà chả có lý gì cả. Nếu mà ở một cái đất nước nào nó phức tạp và nó nhiều cướp giật hay nhiều tệ nạn thì kể các bạn đi một nhóm đông người, các bạn vẫn có thể là đối tượng bị móc túi, bị cướp giật, đúng không nào? Và nếu như các bạn đi một mình thì các bạn cũng nên lưu ý một số cái là hạn chế đi đêm nè, hạn chế đi vào những chỗ vắng vẻ một mình nè. Và các bạn cũng yên tâm là đi một mình thì các bạn cũng sẽ ắt hẳn là các bạn sẽ có những cái va vấp và những cái thử thách ban đầu. Nhưng mà các bạn tin Travis đi, các bạn đi một hai chuyến đầu, dù là đi một mình thì các bạn sẽ học được rất nhiều điều và rút ra nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Và đi một mình cũng là cái cơ hội để các bạn có thể là nâng cao cái kỹ năng của bản thân mình, rèn luyện bản thân, và các bạn sẽ học được rất nhiều bài học qua những chuyến đi một mình đó. Bởi vì các bạn đừng có lo lắng nha, một người bạn của Travis là Đinh Hằng cũng đã từng đi du lịch một mình trong những cái lần đầu tiên ra nước ngoài như thế, và bây giờ Đinh Hằng đã trở thành một cái blogger du lịch rất là nổi tiếng. Và có những câu chuyện lo lắng khác, ví dụ như là các bạn lo lắng như là đến Ấn Độ thì các bạn lo lắng bị hiếp dâm. Thực ra thì có những cái câu chuyện về một số đất nước nó mang một số cái tiếng xấu mà rất nhiều bạn lo lắng và suy nghĩ trước khi đi cái nước đó. Thì Travis nói thật với các bạn luôn là ví dụ như tại Ấn Độ đi thì cái chuyện hiếp dâm nó cũng không phải là một cái gì nó quá lo lắng. Có thể là trong một khoảng thời gian các bạn nghe vài vụ hiếp dâm trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn ở ngay tại Ấn Độ, nhưng mà các bạn cũng nên suy ra rằng là thứ nhất là có thể là do hiệu ứng của truyền thông, và cái thứ hai các bạn thử nghĩ xem dân số Ấn Độ có trên 1 tỷ người thì từng đó cái vụ hiếp dâm nó quá nhỏ so với tỷ lệ của một cái dân số như vậy. Trong khi ngay Việt Nam hay ở một số nước khác thì những cái chuyện đó nó vẫn xảy ra, nhưng mà nó không đúng cái vào cái luồng thông tin, vào cái những cái câu chuyện mà đang bị thổi phồng lên. Thành ra là
dù đi đâu cũng vậy, nguy cơ thì vẫn có, nhưng mà mình biết cách tự bảo vệ mình thì mình vẫn an toàn. Cho nên các bạn đừng có ví dụ như là đến một nơi nào đó mà có quá nhiều chuyện xấu mà các bạn lại quyết định là nghe về nó xấu quá thế là không đi nữa, nhưng mà các bạn lại bỏ lỡ khám phá những cái miền đất mới và những con người mới rất là thú vị. Và theo kinh nghiệm của Travis thì có rất nhiều các câu chuyện để nói về những cái thói hư xấu của một cái đất nước, một dân tộc nào đó. Nhưng mà thực ra thì ở đâu cũng vậy, cũng có người tốt, người xấu. Và đến đó thì mình học được, mình chứng kiến được tất cả những cái hỉ nộ ai ố, thì các bạn sẽ thấy được cuộc sống rất là đa dạng, rất là nhiều sắc màu. Bây giờ thì mời các bạn xem một vlog về cách đi du lịch an toàn do Travis, Đinh Hằng và Tuân Cuồng Chân thảo luận nhé. Mình nghĩ cái quan trọng đầu tiên ấy, là khi mà mình đến du lịch đến một nơi nào đó thì cái trang phục ăn mặc là rất là quan trọng. Mình nên ăn mặc giản dị và càng hợp với người dân địa phương thì càng tốt, để tránh cái sự chú ý hoặc chính là soi mói của những cái kẻ xấu. Cái mùa hè vừa rồi có một cái chuyến đi khoảng 3 tháng rưỡi vòng quanh khu vực Đông Nam Á thì không hiểu thế nào mà đi đến đâu mọi người cũng tưởng mình là dân địa phương. Từ đi đến Indo người ta tưởng mình Indo, đi qua Philippines người ta tưởng mình người Philippines, đi qua Thái người ta tưởng mình người Thái, về Việt Nam quay những người Việt. Đúng, đang tính nói cái điều đó. Rồi. Nhưng mà nhờ thế cho nên là thực ra em rất là ít khi bị chú ý, bởi vì mọi người đều nghĩ em là người địa phương. Ngoài cái chuyện bán mặt thì còn chắc gì lại vẫn tiền bạc. Cái tiền bạc là quan trọng. Tiền bạc khá là quan trọng, tại vì rất là mọi người sợ bị cướp, giết, hiếp. Thường thì mọi người hay đi thì thường đổi cái tiền mình ra tiền nước ngoài á để xài dễ, nhưng mà đổi thành một cục thì không có nên là chưa để gọi là không nên gom trứng vào một cái rổ, tức là không nên để tiền vào một cái cục như vậy là mất hết luôn. Nên là các bạn mọi nơi trên cơ thể bạn có thể nhét tiền vào mà an toàn thì các bạn thì nhét nhiều như giày hoặc là cái túi bao tử hoặc là ở dưới cái ba lô đó, thì với lại gấp trong passport, ví quần để cho tiện chi tiêu. Thì với lại chắc là phải đem theo cái thẻ để có thể rút tiền ở quốc tế, ví dụ hoặc là thẻ để biết, nói chung các loại thẻ thông tin như là visa, master rồi để phòng chồng trong phòng trong trường hợp những cái trường hợp phải cấp và với điều kiện là thẻ đó là còn tiền chứ đừng có đem về trống đi, hoặc là thẻ tín dụng là phải còn cái thẻ mức tín dụng rồi đừng xài rồi. Nếu mà không có thẻ tín dụng thì trước khi đi thì cũng nên gửi số tài khoản cho bạn bè này kia, nói tao đi nước ngoài, phải tìm đúng người mà chọn nhé, để gửi chính cho ác. Và tốt nhất đừng để cho những người xung quanh ta chú ý, ta biết là đúng mình mang một cọc tiền như vậy rất là nguy hiểm vì người ta sẽ chú ý. Và cũng nói cái chuyện tiền bạc, anh cũng góp ý là nhiều khi có những cái đồ đạc mà đắt tiền hay đồ này kia cũng đừng có, nhất là đi những cái vùng mà người ta hơi thiếu thốn chút thì mình cũng không phải là nói người ta xấu, nhưng mà cũng không nên phòng để phòng cho người ta nổi lòng tham hay gì đó, cũng không nên khoe khoang quá. Ngoài tiền thì anh còn góp ý gì nữa không? Ngoài tiền thì là cái kinh nghiệm của anh đi là về cái vấn đề hộ chiếu cũng rất quan trọng nha. Đúng rồi, chúng ta mà mất có rất nhiều rất người bạn của anh, thứ nhất là để quên hộ chiếu hoặc là mất rơi chiếu đâu ra mà thế không nhớ sao được. Bây giờ phải làm sao? Thì trường hợp đó thì anh thì bao giờ phải luôn có một cái bản photocopy cái hộ chiếu và nếu được photocopy cái visa của mình luôn. Thì là trong trường hợp mà mình bị mất hộ chiếu đi thì cái cơ quan xuất nhập cảnh của nước sở tại hoặc là đại sứ quán Việt Nam tại nước đó thì họ sẽ căn cứ vào cái số giấy tờ, số visa đó thì họ sẽ cái thủ tục mà để cấp lại giấy thông hành cho mình để mình tạm thời mình về Việt Nam được á, nó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hoặc không thì bạn có thể là chụp cái đó, chụp cái hình của cái tấm hộ chiếu hoặc visa đó rồi up lên mạng hoặc email hay như thế nào đó để đề phòng mà mình tải về. Chuyện liên quan đến cái đại sứ quán đó thì là kinh nghiệm mình là đi tới một đất nước nào đó thì mình cũng lên mạng tìm trước địa chỉ và số liên lạc của đại sứ quán ở Việt Nam ở cái nước đó. Có một số nước thì không có đại sứ quán Việt Nam, nhưng mà mình cũng lên tìm địa chỉ của những cái nước lân cận và phụ trách cái vùng đó để lỡ có trường hợp gì thì mình sẽ có cái sự liên lạc nó dễ dàng hơn. Và một cái nữa là có mình nên tìm hiểu những cái số điện thoại khẩn cấp ở cái nước đó. Ví dụ Thái Lan là có số điện thoại của cảnh sát du lịch. Cảnh sát này kia thì có mình không. Thế thì để an toàn thì có nên mang cái loại vũ khí nào? Vũ khí nói chung là không, cái này vũ khí thì nó vừa chỉ gặp cướp thì làm sao,
thì anh ví dụ như anh thấy các cô gái hay là hay đem theo cái bình xịt spray, em có bình xịt cây. Thế còn một cái số là vũ khí khác thì anh cũng khuyên là cũng nên thận trọng một chút, bởi vì có một số nước cái luật rất nghiêm ngặt với chuyện mà mang vũ khí bên người ra ngoài đường thì là mình rất là dễ bị em có mang một loại vũ khí đó là vũ khí nhỏ nhỏ xinh xinh để trong túi thôi. Là gì? Đó là bao cao su á. Cái này là vũ khí trong trường hợp mình bất cẩn hoặc là trong trường hợp mình cao hứng hoặc là người khác cao hứng với mình thì đó thì là cái thật ra cái đó không phải là vũ khí không, cái đó là cái dụng cụ bảo vệ, một cái tấm khiên bảo vệ cho mình. Và cái này thì là thực sự nó rất nghiêm túc, bởi vì không phải chuyện đùa đâu, bởi vì là đôi khi thì nói thẳng khi trên đường mình gặp mình là người kia thì mình cũng đôi lúc quá trớn đúng không anh? Không, thì tốt nhất là rất là kiên trì. Mang không? Mang không hỏi làm gì? Vô duyên, ta sẽ bảo vệ cho mình. Mọi người đang thắc mắc rất là nhiều, con gái có nên mang cái đó đi không á? Thôi, cho qua đi, qua. Thực ra thì em nghĩ là đối với các bạn gái thì một cái bình xịt hơi cay là cũng không thừa đâu. Nhưng mà thực sự mà nói dựa trên cái quan cái trải nghiệm cá nhân của mình vào những lúc hoảng sợ như thế, nhiều khi chẳng nhớ nổi là mình có cái gì đâu, cho nên là chạy vẫn là thượng sách. Và đối với nhiều bạn gái thì thực ra là có thể tham gia một cái lớp võ tự vệ trước khi mà mình đi du lịch như vậy, bởi vì đề phòng mình không bao giờ là thừa. Nhưng mà em nghĩ nếu mà bạn gái thì không nên đi vào những cái nơi nào vắng quá. Và nói chung là không nên đi một mình, nhất là một mình đi đêm khuya thì nói chung là dĩ nhiên rồi, nghĩ sao 12 giờ đêm xách valo chạy tè tạt của mình trên đường đi quá trời, tôi nghe mình nghe hiếp đi trời, nghĩ sao vậy. Nhưng mà ví dụ như là đi những điểm giống như Ấn Độ đằng kia thì mình phải tìm hiểu trước đúng không anh? Đúng rồi, phải tìm hiểu trước. Ấn Độ không phải nổi như vậy đâu, nhưng mà thôi tốt nhất là đi đâu cũng vậy, chúng ta nên nghĩ cẩn thận. Và có một cái nữa thì anh nghĩ chắc cũng rất cần thiết để bảo vệ sức khỏe của mình, đó là đem theo những cái loại thuốc thông thường, thuốc cảm thông thường, thuốc đau bụng để đề phòng trường hợp bị đau đâu như thế nào đó, thì là sốc thời tiết gì đó thì mình có thể bảo vệ được sức khỏe bản thân để chuyến đi không bị ảnh hưởng. Mà nhất là thuốc cảm, em nghĩ là thuốc đau bụng nữa, thuốc đau bụng và Beperin thì lúc nào cũng có một cái lọ trong túi thôi. Em nghĩ là cái việc tìm hiểu thông tin là cái việc mà không bao giờ thừa cho rất nhiều trường hợp, rất nhiều cái khía cạnh khác nhau, phải chỉ là để an toàn. Em nói nghe cả ví dụ giống như là hồi em đi Trung Đông vậy đó. Nếu mà em không tìm hiểu thì em không thể nào, em không bao giờ biết được là cái việc là nếu mà mình chỉ cần cười một cái thôi với một cái anh chàng nào đó thì cũng giống như là một cái lời mời gọi, một cái tín hiệu đèn xanh rồi. Nên là tốt nhất là hẳn mình phải đọc những cái liên quan đến cái khía cạnh văn hóa và đời sống như thế. Và cũng nói liên quan đến cái thông tin đó thì là thông thường trước khi đến một nơi nào đó thì là mà mình cũng khuyên các bạn là nên đọc tin thời sự về cái tình hình ở đất nước đó như thế nào. Bởi vì là thật sự là có nhiều bạn thì bạn đi nhưng bạn rất vô tư, bạn không đến đất nước đó, và đến đất đó xong một cái thì là thứ nhất là có thể sân bay đang bị phong tỏa, hay là đang bị người biểu tình chiếm, hay là đang có bạo động, có đảo chính gì đó. Thì cái điều đó nó sẽ có khi nó tác động, nó sẽ làm chuyến đi của bạn như là bị hủy hoàn toàn luôn. Và như các bạn thấy đó, mọi cái điều lo lắng của các bạn trước khi đi du lịch rõ ràng là có, Travis cũng vậy. Nhưng phải đi đến tận nơi và phải tiếp xúc với mọi người ở đó và trải qua được những cái khó khăn ban đầu thì các bạn sẽ thấy được những cái lo lắng mà chúng ta lo ngại trước khi đi thì thường đến nơi thì nó sẽ tan biến mất, bởi vì là mình, thứ nhất là mình đã đi đến nơi, mình đã được chứng kiến mọi chuyện nó không tồi tệ như chúng ta nghĩ, và nếu mà có tồi tệ thì chúng ta cũng đã học được cách để vượt qua nó và để rút kinh nghiệm cho lần sau. Vậy vậy thì các bạn cũng đừng quá lo sợ trước cuộc chuyến đi, bởi vì nếu các bạn sợ thì các bạn sẽ ở nhà, mà ở nhà thì các bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để khám phá thế giới đầy sắc màu và cũng bỏ mất cơ hội để rèn luyện bản thân. Và vlog xin tạm dừng ở đây, các bạn đừng quên nhấn subscribe, like và share nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn.